Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân bóng đá Gò Mây Arena để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là Bản FC và câu lạc bộ Bơm Nước Quy Trinh. Phương Nhỏ vẫn đang là Phương Nhỏ, nỗ lực đi bóng của Phương Nhỏ hoàn toàn có thể tung ra tình huống dứt điểm, không vào. Đó là Hiền Duy. Hai, tiếp sẽ vào, không vào. Đang có những áo mưa tương đối dày và khiến cho chúng tôi chợt cảm thấy có phần hơi trượt dài vào mưa rồi. Đó là bàn thắng mang tỷ số của cầu thủ Bơm Nước Quy Trinh. Bàn thắng là của cầu thủ bóng đá số 11 Lâm Nino. Lâm Nino đã có được bàn thắng và Bơm Nước Quy Trinh có được lợi thế dẫn bàn ở phút thi đấu thứ 10 của hiệp 1. Để các bạn chúng ta xem lại pha xử lý của Lâm Nino. Và đã là Phương Nhỏ, nỗ lực xoay sở của Phương Nhỏ và chưa thể tung ra tình huống dứt điểm, vẫn là Phương Nhỏ. Cầu thủ bóng đá số 16 rất chịu khó và rất đi đòn trong những tình huống như vừa rồi. Không vào. Mạnh Thuần, tình huống chào bóng của Mạnh Thuần dành cho Yêu Chép. Dứt điểm, vẫn vào. Hay không? Một bàn thắng rất đẹp mắt của Hiệp Sheva. Lý Dương Nam Lào đã có bàn thắng ở trong trận cầu này. Các bạn chúng ta xem là bàn thắng của Andrei Hiệp Shevchenko. Ở đây chẳng khác gì là việc cho họ chơi với một trường phái bóng đá sở trường. Hiệp Duy vẫn vào. 3-0 dành cho Bơm Nước Quy Trinh. Bàn thắng của số 10 Hiệp Duy. Các bạn sẽ không thấy cao thủ như là Hiệp Sheva hay là Bơm hay là Hiền Duy ăn mừng với những bàn thắng này. Một chạm chuyển bóng đến vị trí của Hiệp Sheva. Đường chuyền Sheva, không vào. Đường chuyền của Tâm Tít ra đây, cơ bóng bắt, không vào. Tình huống sút xa, không vào. Hai, không được. Tình huống dứt điểm vào, không vào. Không được. Một phòng ngự của Tuấn Tú. Chabo, Hiệp Chabo. Hiệp Chabo. Vẫn vào. 4-0 cho Bơm Nước Quy Trinh. Các bạn chúng ta xem lại và xử lý vừa rồi của Hiệp Sheva. Thật rõ đã không kịp lao vào để khỏa lấp khoảng trống của đồng đội. Đoàn quân của Bơm Nước Quy Trinh bước vào giải đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất cần sự ổn định. Và Hiệp Sheva là một trong những minh chứng lớn như vậy, không vào. Bản FC vẫn đang cố gắng đưa quả bóng lên phía trên, thật rõ đánh đau, không vào. Chuyển về dành cho cầu thủ bóng đá số 3, đó là Lai Quang Ngãi, cơ thành ca ca. Thành ca ca, không được. Nguy hiểm quá đấy đâu, không vào. Phương Nhỏ thì khởi tình huống dứt điểm thẳng, không được. Đây là Tam Tít, không có tình huống dứt điểm thành công. IBC tốc độ của IBC dứt điểm, không vào. Hiền Duy, tốc độ của Hiền Duy, Hiền Duy. Thấy một bàn thắng nữa được ghi dành cho cao thủ câu lạc bộ Bơm Nước Quy Trinh. Cú đúp của Hiền Duy trong ngày thi đấu hôm nay. Và chúng ta xem lại và solo độc diễn này của Hiền Duy. Cầu thủ bóng áo số 6 người Việt Nam FC lên bóng phản công dành cho Bơm Nước Quy Trinh, được chuyển sang Hiền Duy, Hiền Duy. Nguy hiểm quá, dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm từ xa của Lai Quang Ngãi, thêm một cú đá nữa, không vào. Áo ABC từ đá sắc của Thần Gió. Đê! Tỷ số đưa rút ngắn xuống đôi 1-5 dành cho câu lạc bộ Bản FC. Và đó cũng là bàn thắng kết lại hiệp thi đấu đầu tiên.
chúng ta cùng nhau nghe ra lo ít phút trước khi quay trở lại với thời gian thi đấu chính thức của Hiệp 2. Xin cảm ơn. Và như vậy tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5 dành cho câu lạc bộ Bản FC. Các cầu thủ câu lạc bộ Bản FC ở những phút cuối của hiệp 1 đã có một thắng rút ngắn cái biên số của 1-5. 2-5 thì tôi đã nói là ở những phút cuối của hiệp 1 tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5 và hiện tại bây giờ là 2-5. Hiệp Sheva được chuyển vào phía trong của Hiệp Sheva. Coi nguy hiểm quá, cơ bơ tình huống nhà bóng lại của Sheva dành cho Lamino. Lamino áp sát, nỗ lực là của Tino Mazur. Cơ bơ vẫn chưa có duyên ghi bàn dành cho IBC. Đây chuyền bóng không đến được vị trí của phố nhỏ lên tấm tít tấm tít. Dứt điểm, cú bóng! Hiệp Sheva được chuyền dành cho HBC, 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 dứt điểm! Sau cùng thì HBC đã có được bàn thắng để đáp lại kỳ vọng từ người hâm mộ. Cuộc quyết định dứt điểm chìm rất tốt của HBC. 6-2 cho Bóng Đức Quy Trình. Để được các bạn chúng ta xem lại màn phối hợp giữa HBC và Hiệp Sheva. Muốn dứt điểm rất khó chịu của HBC. Hai, HBC. Và đó là HBC. Cái cơ bơ bắt cầu ghi bàn chưa dứt ngôi bên trong thích quảng của cầu thủ mặc áo số 19 bên phía câu lạc bộ Bản FC. Xin lỗi các bạn, Bóng Đức Quy Trình. Và giải đấu sắp tới đây, Hiệp Sheva sẽ lại tái ngộ Thành Tiến ở trong màu áo câu lạc bộ Khánh Phượng. Đây, Hiệp Sheva! Hat-trick dành cho Linh Dương Đông Lầu. Các bạn chúng ta xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên vừa rồi. Tóm tít, tóm đồ của cầu thủ mặc áo số 6 dưới điểm. Bắt đầu bàn thắng thứ 10 của trận đấu ngày hôm nay. Để các bạn chúng ta xem lại bàn thắng của tâm thiết với một pha solo từ khu vực hành lang cánh trái. Thì cuốn dứt điểm không có một cơ hội nào dành cho thủ môn Quyết Tini. Cú bập sút xa không bao. Thu nhỏ, tỷ số đường rút ngắn xuống còn 4-7 dành cho Bản FC. Và bàn thắng là của số 16 Phú Nhỏ. Nỗ lực cả trận đấu này, di chuyển liên tục và tạo rất nhiều đột biến, cũng đã giúp cho Phước Nhỏ có được vô bàn thắng. Em Ramos được chuyển tối quên Ramos giữ điểm. Số đường rút ngắn xuống còn 5-7 dành cho Bản FC. Thắng vừa rồi là của số 11 Luân Nguyễn. Chỉ còn là 2 bàn mà thôi. Thời gian còn đủ để cho Bản FC có thể hy vọng vào một điều kỳ diệu. Goal! Rất nhanh chóng sau đó, cầu thủ Bản FC đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 8-5. Thắng đầu tiên của Trung Kiên trong trận đấu ngày hôm nay. Chuyển bóng tốt. Goal! Như vậy thì số được nâng lên 9-5 cho câu lạc bộ Bóng Đức Quy Trình. Bàn thắng là của số 3 Lai Quang Hải. Chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Bóng rồi có góc. Đội chuyền dành cho Dun Filippo. Để cuốn dứt điểm vào của Dun Filippo. Coi có bóng. Anh hoàn toàn có thể thực hiện đội chuyền dành cho Dun Filippo. Vừa nhỏ dứt điểm vào không bóng.
áp sát. Dứt điểm, khép ạ.